Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Sáng nay là ngày 30 tháng 9 năm 2024. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại khu vực của trung tâm của quận 5. Trước mặt chúng ta đó là tượng đài Phan Phùng, rồi Bùng Binh, là nơi giao nhau giữa con đường bên này là đường Châu Văn Liêm, năm xưa là đường Tổng Đốc Phương các bạn, và đường này là đường Hải Thượng Lãng Ông ha. Hướng cầu đó là cầu Trà Và đi qua bên quận 8, còn chạy thẳng đường Hải Thượng Lãng Ông này là đi ra ngoài đường Đại Lộ Đông Tây, đi đường Võ Văn Kiệt đó, đi về quận Nhất lại. Còn hướng Hải Thượng Lãng Ông chạy thẳng đi về bến xe Chợ Lớn cũng như là chợ Bình Tây, qua địa phận của quận 6 rồi. Trước mặt chúng ta đó là bưu điện của quận 5. Và phía xa xa bên kia tòa nhà đó, khi xưa nó là cái ngân hàng Nông Công Thương. Rồi, sáng nay chúng ta sẽ đi về khu vực của trung tâm quận 5, gọi là khu vực trung tâm Chợ Lớn khi xưa các bạn. Còn khu vực này là trung tâm của quận 5, khu vực Chợ Lớn hiện nay, bưu điện quận 5 mới sau này. Cái bưu điện của Chợ Lớn nó nằm ở ngay đường Hồng Bàng đây. Chúng ta sẽ đi bộ, hôm nay tiếp tục đi tản bộ để đi về khu gọi là thủ phủ của Chợ Lớn, thành phố Chợ Lớn năm xưa các bạn. Đường này là đường Châu Văn Liêm ha. Khi xưa nó là đường Tổng Đốc Phương các bạn. Đi qua giữa đường, quay cảnh hai bên đường trên cái con đường trung tâm của Chợ Lớn, trung tâm của quận 5 sau này. Đầu đường ha, khúc này là đầu đường. Cái căn nhà đó là cái khu di tích lịch sử tại khu vực Chợ Lớn đó các bạn. Bây giờ để treo cờ đỏ. Chu Văn Liêm này, ông này là bí thư tỉnh ủy của Chợ Lớn, Sài Gòn Chợ Lớn, trực thuộc tỉnh thành Gia Định năm xưa các bạn. Hai bên đường những dãy nhà cũng đã được thay đổi rất là nhiều rồi. Bên trái có cái nhà chuyên kinh doanh mua bán nguyên phụ kiện ngành dệt may đó các bạn, gọi là trung tâm thương mại Đại Quang Minh đó. Nút áo, dây kéo, nguyên liệu cho ngành dệt may, đồ handmade. Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2, căn nhà năm xưa vẫn còn giữ lại quá trời đẹp, rất là bề thế một thời. Còn nhà đó giờ trở thành đại lý vé số. Đây, chúng ta đi bộ qua. Đường Châu Văn Liêm giao nhau với đường Trần Hưng Đạo B đây. Trần Hưng Đạo B năm xưa nó là đường Đồng Khánh. Hướng đó là xuống dưới chợ giải Sói Kình Lâm.
Còn phía bên này là dãy chung cư xây vào những năm thập niên 50-60 đó các bạn. Và di dời rồi 21 hộ dân. Chung cư 440 đường Trần Đạo B. Đường Trần Đạo B, đường một chiều. Hướng chạy thẳng xuống cái khu Đồng Khánh, con đường Đồng Khánh năm xưa luôn, xuống cái khu chợ giải Xói Kình Lâm. Ta đi tiếp tục trên đường Châu Văn Liêm, khi xưa đó là đường Tổng Đốc Phương. Đường này được coi là đường trục đường chính của cái khu vực chợ lớn năm xưa, bây giờ là khu vực trung tâm của quận 5. Đây, những căn nhà được xây dựng từ thời Pháp vẫn còn giữ lại, nhà rất là kiên cố, chưa có dấu hiệu gì gọi là sức mẻ hết các bạn. Ở dưới thì tất nhiên là sơn phết lại rồi. Phía những dãy nhà bên kia nữa, ngay cái ngân hàng Vietinbank. Trên đường này buôn bán vé số rất là nhiều, đại lý vé số các bạn. Ở đây là cây dầu, cây sao nè, cao to già cỗi, tạo bóng mát cho nguyên cái con đường Châu Văn Liêm. Khi xưa gọi là đại lộ ở giữa dành cho xe hơi với xe buýt, hai bên là xe gắn máy. Đường này là ngang ngửa với lại đường Hàm Nghi đó, những cây sao, cây dầu cao to tạo bóng mát cho nguyên cái con đường. Tiếp tục, hết đèn xanh đèn đỏ rồi, tranh thủ luôn. Đường Châu Văn Liêm giao nhau, đường này là đường Nguyễn Trãi các bạn, đường Nguyễn Trãi một chiều. Ôi, chạy nhanh. Đây, góc đường Nguyễn Trãi giao nhau với đường Châu Văn Liêm. Đường Nguyễn Trãi này một chiều ha. Chút chúng ta sẽ hoành lại cái đường Nguyễn Trãi này để bao bọc nguyên cái khu trung tâm chợ lớn khi xưa. Bên này có một cái dự án công ty cổ phần xây dựng số 14. Những dãy nhà chung cư phía sau cái tòa nhà này đập phá đi hết rồi, nhưng mà thấy không có dấu hiệu công nhân xây dựng gì hết. Xây được cái hầm, xây được cái hầm với lại cái mặt bằng tầng trệt, xong rồi bỏ đó luôn. Phía bên kia là một khách sạn Trường Thành. Khi xưa rất là đẹp đó, nhưng mà không có nâng cấp sửa chữa và biến đổi theo cái nhịp sống hiện đại bây giờ, cho nên nhìn cái khách sạn rất là cũ kỹ.
nằm trên mặt tiền đường Châu Văn Liêm, khi xưa đó là đường Tổng Đốc Phương này, là toàn là những cơ sở doanh nghiệp có tiếng tại khu vực quận 5. Thì ở khu vực quận 5 này chúng ta sẽ nghe rất nhiều xe của công thương ha, từ các tỉnh ở miền Tây á, các bạn theo cái đại lộ Đông Tây á, họ vào đây là đi thẳng là qua bệnh viện Chợ Rẫy. Đường này có tên là đường Lão Tử. Đây, con đường Lão Tử và những chung cư của người Hoa, khu vực trung tâm của người Hoa. À, phía bên phải chúng ta đây có quán chè rất là lâu đời rồi các bạn, quán chè Hà Ký đó. Ký ức của rất nhiều cô chú nói chung là biết cái quán chè này là thuộc loại là U60 trở lên rồi, U50-60. Ký ức về cái ngôi chè, cái quán chè đó. Ai đường Châu Văn Liêm chúng ta ra gặp đường Hồng Bàng các bạn. Ở phía bên phải chúng ta đây là bưu điện năm xưa đây, bưu điện cũ của Chợ Lớn đó các bạn. Bây giờ nó là cái ngân hàng. Ngân hàng gì đây? Ngân hàng Sài Gòn Công Thương chi nhánh Chợ Lớn ha. Đây các bạn, khi xưa là bưu điện của Chợ Lớn đó. Đường Châu Văn Liêm giao nhau đây đường Hồng Bàng. Hồng Bàng quẹo trái về hướng xa cảng miền Tây. Ở phía xa xa đó là cái dãy nhà của Thuận Kiều Laza, được sơn đổi màu rất là nhiều lần rồi. Hướng thẳng này là qua bệnh viện Chợ Rẫy nha các bạn. Khu vực bên đó là khu vực chợ xe lớn nhất của thành phố, khu chợ xe Tân Thành. Đây các bạn, trước mặt chúng ta đây là ngân hàng Sài Gòn Bank. Năm xưa nó là bưu điện Chợ Lớn đó. Rồi, đi theo đường Hồng Bàng này để đi về ngay cái khu Vinh Xã Tây, nơi đặt nơi giống như là ủy ban, bây giờ gọi là ủy ban đó, ủy ban của thành phố ha. Bên trái chúng ta có cái chùa Minh Hương. Những ngôi chùa hình thành rất là lâu đời. Tại khu vực của người Hoa, chùa của người Hoa. Đây trên đường Hồng Bàng, hai bên chuyên kinh doanh mua bán mặt hàng đồ điện, điện gia dụng cũng như đồ chơi game. Hồi xưa khu vực này bán đồ Nintendo, đồ chơi game, máy cắm bằng măng. Trước mặt chúng ta là một cái căn nhà từ thời Pháp còn giữ lại ha, mái ngói xuống cấp. Quá đẹp luôn. Số 357. À, cho thuê luôn rồi. Khu vực này cũng thay đổi ngành nghề kinh doanh rất là nhiều.
còn những loại đơn vị lớn lớn là còn kinh doanh mặt hàng điện, điện gia dụng, điện tử, nằm trên đường Hùng Bàng. Khu vực này là trực thuộc phường 12 của quận 5, bên phải là phường 11 của quận 5 các bạn. Đứng dưới cây sứ trắng, quá trời mát luôn. Khung cảnh những tòa nhà năm xưa rất là bề thế trên con đường Hồng Bàng. Mặt tiền đã được thay đổi rất là nhiều do những bảng hiệu cũng như là họ tu sửa lại. Đâu đó có những căn nhà cũ nè, nhà người dân họ vẫn còn xài. Căn nhà đá rửa các bạn. Rất là đẹp. Tiếp tục đi trên cái công viên nằm trên đường Hồng Bàng. Ta sẽ tiến về cái khu gọi là Dinh Xã Tây năm trưa. Nơi đây mới là cái khu trung tâm hành chính lớn nhất của chợ lớn, nó nằm ở khu vực này đây. Bây giờ là cái quán cà phê Chi Coffee. Đường Hồng Bàng giao nhau với đường Lương Nhữ Học, quẹo phải đường Lương Nhữ Học, chạy ra đường là Hải Thượng Lãng Quên lại. Con đường Lương Nhữ Học này là chuyên mua bán lồng đèn. Mùa trung thu là con đường này tấp nập luôn. Bên này có quán cà phê hàng phay Kaki Coffee. Kai ha, Kai Coffee làm ná ná dạng như Katinat. Những tòa nhà gần cái khu vực trung tâm. Đi thẳng vô đó là cái phía sau của bệnh viện Chợ Rẫy các bạn. Ở phía bên trái chúng ta đây là trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Cái trường này năm xưa là người Pháp xây dựng vào những năm 1933. Cái trường này họ xây dựng là cho con em, con lai người Pháp đó các bạn. Trường này khi xưa nó là trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 luôn nha. Bây giờ nó chỉ còn là trường cấp 2 à, trung học cơ sở là cấp 2, trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Còn cái trường trung học... trường tiểu học cấp 1, trường cấp 1 là trường Minh Đạo, còn trường cấp 3 là trường Hùng Vương ở trên này nè. Nguyên dãy nhà ha, mái ngói, tường vàng, đậm chất, phong chất, kiến trúc của Pháp ha. Môi trường còn rất là đẹp các bạn. Người Pháp để lại những công trình kiến trúc thật là vĩ đại. Xây một căn nhà xài mấy chục năm, gần cả thế kỷ luôn. Trên nửa thế kỷ nhưng không thấy dấu hiệu gọi là xuống cấp, nứt nẻ gì hết.
những nguyên vật liệu khi xưa thời Pháp là họ vận chuyển từ Pháp qua mà. Đại lộ Hồng Bàng mặc dù rất là lớn nhưng mà ở giữa tim đường là hệ thống công viên cây xanh chiếm hết 1/3 của con đường đó, cho nên vào giờ cao điểm thì chỗ này nó kẹt xe rất là kinh khủng. Rằng ra đến khu vực Vinh Xã Tây rồi, giới thiệu các bạn về cái khu vực Vinh Xã Tây. Đây là con đường Triệu Quang Thục ha các bạn. Hướng đó là từ bên Hải Thượng Lãng Quên nó chạy qua. Thẳng vô đây là cái bệnh viện Chợ Rẫy. Thẳng vô là cổng sau của bệnh viện Chợ Rẫy. Bên trái đây là bệnh viện Hùng Vương ha các bạn. Bệnh viện này chuyên về khoa sản. Nói về sanh đẻ thì chỉ có bệnh viện Từ Dũ là có kinh nghiệm. Bệnh viện Hùng Vương này là sau này cũng các bác sĩ ở bên bệnh viện Từ Vũ qua thôi. Nhưng mà tất cả những ca nào mà khó là ở bệnh viện Hùng Vương này chuyển qua bên Từ Dũ xử lý hết. Đây đường Hồng Bàng, chúng ta sẽ gặp ngã tư đường này là đường Lý Thường Kiệt. Năm xưa nó tên là đường Nguyễn Văn Thoại ha các bạn. Hướng này là chạy về sân vận động Thống Nhất, đi về cái khu chợ điện tử Nhật Tảo. Phía trước mặt chúng ta đó là Hùng Vương Plaza. Nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại năm xưa và đường Hồng Bàng. Và đây các bạn trước mặt chúng ta đây là Đại học Y Dược thành phố. Nó nằm trên đường Hồng Bàng và đường này là đường Phù Đổng Thiên Dương ha. Khi xưa nó là cái Vinh Xã Tây đó. Nó là tòa đô chánh Chợ Lớn. Tại sao gọi là Vinh Xã Tây? Bởi vì khu vực cái nơi này là nơi làm việc của người Pháp, tất cả là đều là người nước ngoài, cho nên người dân gọi là người Tây. Đó, những công trình kiến trúc còn giữ lại. Chúng ta đi đường bên hông để hoành về lại khu vực nơi đây được gọi là khu vực trung tâm của Chợ Lớn năm xưa đó các bạn. Đường này đường hẻm Phù Đổng Thiên Dương. Đây những căn nhà đá rửa nè, với lối kiến trúc những cái lỗ thông gió thời thập niên 50-60. Cổng bên hông của trường Đại học Y Dược thành phố
trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu của xã hội, trung tâm giảng đường. Đó, nhìn xa xa kia là những cái cửa bằng gỗ ở ngay giữa lòng trung tâm của trường Đại học Y Dược. Nó vẫn còn cái ngôi nhà của cái dinh xã Tây năm xưa. Đường Cụ Đổng Thiên Dương chúng ta ra sẽ gặp đường Nguyễn Trãi đây các bạn. Đường Nguyễn Trãi một chiều hướng này là đi về đến quận Nhất, chợ Bến Thành luôn đó. À, trước mặt chúng ta đây là ngôi chợ xã Tây luôn ha. Bởi vì nó nằm ngay chỗ cái khu dinh xã Tây. À, khu cơ quan hành chính của cái Sài Gòn Chợ Lớn năm xưa. Còn phía bên đó là cái thánh đường của bên cái đạo Hồi giáo gì đó. Ta đi hoành ngược lại đường một chiều của đường Nguyễn Trãi. Chợ xã Tây nó nằm trên đường Phù Đổng Thiên Dương ha. Nơi đây trực thuộc phường 11, quận 5. Còn đây là đường Nguyễn Trãi. Khu vực kinh doanh mua bán sầm uất của người Hoa. Đây là thủ phủ của người Hoa năm xưa ở đây. Bên này là trường tiểu học Chánh Nghĩa, hội quán Sùng Chính. Những cái hẻm, những cái ngôi nhà đặc trưng của người Hoa sinh sống năm xưa. Họ sẽ có những cái bảng ghi tên các bạn. Hẻm đó nó sẽ là tên gì, tên gì. Trời, bắt gặp được một cặp cô dâu đang chụp ảnh cưới. Rồi đối diện cái hội quán Sùng Chính, trước mặt chúng ta đây là cái chung cư, khi xưa gọi là cư xá, gọi là cư xá hẻm xe ngựa các bạn. Nó là hẻm 671 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5. Tại sao gọi là hẻm xe ngựa? Bởi vì khi xưa chỗ này những người dân trong này là chuyên sửa xe ngựa các bạn, cho nên gọi là hẻm xe ngựa, chung cư xe ngựa. Nó đối diện với lại cái hội quán Sùng Chính với lại hội quán Nghĩa An luôn ha. Rồi, cặp vợ chồng trẻ đang quay ảnh cưới trong cái khu hội quán của người Hoa, hội quán Nghĩa An với hội quán Sùng Chính, khu vực kinh doanh mua bán của người Hoa. Đây là những cái con hẻm 680 Nguyễn Trãi, hẻm cục, tất cả là hẻm cục. Cuộc sống sinh hoạt của người Hoa nó trên những cái dãy chung cư, đi bằng những cái cầu thang nhỏ đi lên những dãy chung cư. Chỗ này thì chuyên kinh doanh mua bán đồ dụng cụ thể dục thể thao ha.
ơi, cái nhà may Tân Kỳ này cũng là lâu lắm rồi nè. Giờ vẫn còn may áo vest. Góc đường Nguyễn Trãi giao nhau với Triệu Quang Thục, hướng bên đó là đường Hải Thượng Lãng Quên, chạy qua bên này hồi nãy là đường Hồng Bàng đó. Ngay góc đây đây là cái siêu thị GS25 của Hàn Quốc. Góc ngã tư Triệu Quang Thục giao nhau với đường Nguyễn Trãi đây. Những dãy nhà đã bị thay đổi. Mua bán chim phóng sinh luôn. Nhang đèn bánh trái. Đây trước mặt chúng ta đây là Miếu Thiên Hậu ha các bạn. Hội quán tại thành. Người Hoa rất nhiều các hội quán. Đó. Miếu Thiên Hậu này được xây dựng vào những thế kỷ thứ 18 lần. Những cái hội quán, những cái chung cư. Đây có những cái con hẻm nhà của người Hoa sinh hoạt, sinh sống, tập tục tập quán của người Hoa. Đây cái con đường này thông qua bên đường bên kia luôn đó. Đó, cổng chào được tu sửa lại ha. 10 điều quy ước về vệ sinh văn minh đường phố. Đường đó là đi thẳng qua một cái con đường nhỏ nữa là con đường Ký Hòa. Những ngôi nhà của người Hoa sinh sống. Đây tiếp tục là hẻm 720 nữa nè. Đó. Rất nhiều những cái hẻm. Nhà có dấu hiệu xuống cấp. Khu phố 4, khu phố Văn Hóa thuộc phường 11, quận 5. Chạy thẳng qua bên kia là đường Trần Đạo B, đường Đồng Khánh năm xưa. Cảnh bồ câu sinh sống lây lất ven đường. Thu gom ve chai được một bịch lớn luôn. Căn nhà Family Mart ở trên vẫn còn giữ lại cái lối căn nhà cũ năm xưa, ở dưới cho thuê làm cái siêu thị tiện lợi Family Mart. Hoành ra lại đường Lương Nhữ Học, về đến lại đường Châu Văn Liêm. Năm xưa là đường Tổng đốc Phương đó các bạn. Đó, nếu quẹo phải là ra đường Hồng Bàng đó.
góc ngã tư Nguyễn Trãi giao nhau với lại đường Lương Dưỡng Học. Nhìn thẳng xa xa là chúng ta thấy chiên mua bán lồng đèn, con đường chiên mua bán lồng đèn mỗi dịp Trung Thu về. Còn đây khu vực chiên làm đầu lân ông địa chống chống lân. Đây căn nhà này người cũ, những căn nhà cũ ha, năm xưa rất là bề thế đó. Khu phố 5A hẻm 767. Đại Phát chuyên làm đầu lân. Đây chúng ta hoành ra lại đường Châu Văn Liêm ha các bạn. Nếu đi thẳng là chúng ta sẽ đi về khu vực chợ giải Sói Kình Lâm. Kia là bưu điện trung tâm quận 5, chỗ hồi nãy chúng ta xuất phát. Trên đường Châu Văn Liêm, năm xưa là đường Tổng Đốc Phương, chạy ra cái bưu điện cũ năm xưa Chợ Lớn nằm ngay góc đường Hồng Bàng với lại đường Châu Văn Liêm. Tổng Đốc Phương và Hồng Bàng, rất nhiều xe cấp cứu. Khu vực này nghe tiếng còi hú inh ỏi, nằm trên nhiều bệnh viện lớn tại khu vực Chợ Lớn. Rồi, video cũng dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.